Tháng 3 Vi Oanh khoe bầu 8 tháng, tháng 7 mới sinh con, dân mạng thắc mắc có bầu gần 1 năm luôn sao? Dạo gần đây, mọi thông tin liên quan đến Vi Oanh đều được dân tình dành sự chú ý đặc biệt. Sau liên hoàn drama, hôm 14 tháng 7, Vi Oanh đã hạ sinh mẹ tròn con vuông nhấp tỳ thứ 3 với ông xã đại gia. Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao soi ra một chi tiết bất thường liên quan đến chuyện bầu bí của Vi Oanh. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 3 2021, trên trang cá nhân, Vi Oanh tung ảnh xác nhận đang mang bầu tháng thứ 8 kèm chú thích. Thật ra thì xong, đẻ tập 3. Đây mới là em của ngày hôm nay ạ. Nhiều cảm xúc biết nói sao cho hết bây giờ. Quà tặng lớn lao này, ba mẹ và anh chị chỉ biết mong ngóng từng ngày để được gặp con yêu. Bé ngoan của mẹ gần 8 tháng rồi, đạp muốn banh bụng mami rồi. Thời điểm đó khi chia sẻ trên truyền thông, Vi Oanh cũng cho biết mình đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Thế nhưng đã gần 4 tháng trôi qua, hôm ngày 14 tháng 7, netizen lại phát hiện Vi Oanh mới chính thức hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Điều này khiến khán giả cảm thấy vô cùng thắc mắc. Vì nếu cộng lại, thành ra nữ ca sĩ đã lâm bồn sau tận 12 tháng mang thai. Nhiều người không rõ cuối cùng thực tế Vi Oanh đã mang bầu bao nhiêu lâu. Trước hàng loạt thắc mắc, các fan của Vi Oanh cũng lên tiếng bảo vệ cô. Họ cho rằng dân mạng đang soi mói quá mức đến đời tư của nữ ca sĩ, làm tổn thương đến cô và em bé. Fan tin rằng nhờ chế độ ăn uống khoa học, chăm chỉ tập luyện thể dục cũng như làm việc, Vi Oanh đã có sức khỏe như chúng ta thấy. Thôi thì với tuyên bố nghỉ dùng điện thoại một tháng để ở cửa của Vi Oanh, dân mạng chỉ có thể đợi thông tin trước ekip của cô đưa ra, chứ khó lòng hỏi han gì thêm. Dù Vi Oanh mang bầu 40 tuần hay gần 12 tháng như dân cư mạng nhẩm tính, ca sĩ cũng đã chính thức trở thành mẹ của ba con rồi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc mang thai tận 12 tháng của Vi Oanh? Hãy comment cho chúng tôi biết nha. Và đừng quên theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật những tin tức mới nhất về showbiz.